chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mạch timer digital, hay còn gọi là cái mạch hẹn giờ kỹ thuật số các bạn. Thì cái mạch này mình xem ở trên mạng rất nhiều, nhưng hầu như là mình không thấy cái model nha các bạn, nên mình không có nói được cái model, mà nó chỉ có là cái mã thôi. Đây, thì nó chỉ có cái mã như thế này thôi các bạn. Cái mã ở đây đó, thì tùy theo chúng ta mua vào thời điểm nào hoặc của hãng nào thì nó sẽ có cái mã khác nhau nha các bạn. Nên ở đây thì chúng ta chỉ nhìn cái hình dạng bên ngoài thôi để chúng ta nhận biết. Nó hầu như các mã nó đều giống nhau như thế này các bạn. Đó. Thì cái mạch này nó khá là hay nha các bạn, nó có nhiều chức năng. Và mình mua trên Shopee với giá chỉ có 43k thôi, là luôn tiền ship nha các bạn. Mình thấy nó rẻ mà nó nhiều công dụng, nó khá hay nên mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì cái mạch này nó, bên này nó sẽ có domino này 3 chân và domino này là nó có 4 chân nha các bạn. Đây. Thì chân này là chân NC là sẽ bỏ nha các bạn. Này. Còn lại hai chân này thì chính là cái chân ra công tắc các bạn. Đây, chân này là chân công tắc đây. Thì chúng ta sẽ nối để chúng ta điều khiển các thiết bị hoặc đèn hoặc quạt gì đó. Thì đây là cái công tắc, là chính là cái relay này các bạn. Thì nó sẽ tương ứng với lại cái đèn báo, cứ đèn báo đỏ là công tắc này đang đóng nha các bạn. Ở mạch đầu vào thì chúng ta cũng có hai, ở đây là chúng ta sẽ có mát. Đây. Và chân này sẽ là B cộng nha các bạn. Tiếp theo thì ta có chân này là chân kích nè bạn, chân trigger nè. Và cái này là chân mát của thằng trigger. Thì với cái mạch này nếu chúng ta dùng một cái điện áp kích riêng biệt thì chúng ta phải nối đủ hai chân các bạn. Đây, chúng ta sẽ cấp một cái điện áp vô đây là chân mát và chân kích để chúng ta thay đổi trạng thái. Còn nếu chúng ta dùng cái nguồn bên này để kích thì buộc lòng các bạn phải nối, đầu tiên chúng ta sẽ nối chân mát lại với nhau nha các bạn. Và sẽ nối cho mình hai chân mát lại đây. Rồi, hai chân mát lại. Chân này sẽ là chân cấp nguồn. Cộng trừ. Đó. Và cái chân khiển này chúng ta sẽ được đấu như sau. Các bạn sẽ kéo từ đường nguồn xuống nè các bạn. Chúng ta vào cái công tắc. Này. Và đây chính là cái công tắc khởi động nè các bạn. Đây. Thì mỗi lần bấm công tắc này đồng nghĩa với việc cấp nguồn vào chân trigger thì nó sẽ khởi động cái mạch này làm việc nha các bạn. Thì đây chính là cái cách đấu dây và bây giờ mình sẽ khám phá các cái chức năng của nó. Thì mạch này theo như giới thiệu là nó sẽ có 7 chức năng nha các bạn. Nó có 7 cái chức năng làm việc. Nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ còn có 6 thôi nha các bạn. Bởi vì có hai cái chức năng nó giống nhau, nó trùng nhau. Nên mình thấy là nó chỉ có 6 chức năng thôi. Thì đầu tiên là V nè, cái chương trình đầu tiên của nó là B11 rồi các bạn. Đó, B11. Thì B11 này nó có chức năng là cài đặt cái thời gian các bạn. Cài đặt thời gian nghĩa là chúng ta khởi động cho nó mở thì sau bao nhiêu thời gian đó nó sẽ tắt. Thì này là nó thời gian, nó là thời gian mở thì nó ký hiệu là OB các bạn. Nó chỉ có một cái lập trình OB thôi, là open á, là mở. Này, mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây, B11 nè các bạn. Thì khi chúng ta
sử dụng cái chương trình B11 này các bạn, thì sau khi các bạn bấm công tắc khởi động đó, thì nó sẽ mở, và nó mở đến một khoảng thời gian mà chúng ta cài đặt á, thì nó sẽ đóng, thì nó tắt đó, nó sẽ tắt. Và lưu ý là với cái B11 này thì khi các bạn bấm chạy á, trong thời gian nó chạy thì nó sẽ vô hiệu hóa các bạn, bấm nó sẽ không có tác dụng mà nó tự động nó chạy hết cái chương trình, nó ngừng lại thì chúng ta mới có thể bấm tiếp. Đó là chương trình B11. Chương trình B12 thì nó cũng tương tự như B11 các bạn, thì nó cũng là chương trình mở open, nhưng bên cạnh đó nó có cái chức năng là reset nè các bạn. Reset ở đây có nghĩa là khi cái chương trình nó đang chạy giữa chừng mà chúng ta bấm công tắc thì nó sẽ tự động nó đếm lại từ đầu nha các bạn, là nó reset, nó đếm lại từ đầu nhưng mà mạch vẫn không chuyển trạng thái các bạn. B12 này mình sẽ thử cho các bạn xem, nó vẫn giống như là cái B11 các bạn, vẫn chạy bình thường đó. Tuy nhiên trong lúc nó chạy mà chúng ta muốn bấm reset thì nó sẽ tự động reset, nó đếm lại từ đầu các bạn. Đây, nó sẽ đếm lại từ đầu nhưng mà mạch vẫn không thay đổi đó. Tiếp theo là chương trình B13. Thì với chương trình B13 thì nó cũng có cái chức năng là OB là mở các bạn, thì nó sẽ mở để chạy trong một khoảng thời gian. Và kèm theo đó thì cái nút reset này nó có chức năng là tắt mở các bạn. Mỗi lần các bạn bấm một lần thì nó chạy, khi nó đang chạy các bạn bấm là nó sẽ tự tắt, và bấm là nó sẽ chạy lại từ đầu. Thì nó sẽ có, tức là nó tắt chứ mở được các bạn. Đây, chúng ta sẽ bấm khởi động. Nếu để bình thường nó vẫn chạy như bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bấm à. Thì trong lúc mạch đang chạy các bạn bấm một lần nữa, nó sẽ tắt. À, các bạn bấm một lần là nó sẽ mở, cứ một lần tắt một lần mở như vậy. Thì đây là chương trình thứ 3. Tiếp theo là B2. B2 thì V2 này trong phần cài đặt nó cũng gồm hai phần, đó là OP là mở và phần CNL close là đóng các bạn à. Tuy nhiên chương trình của nó thì nó sẽ lần lượt nó chạy là nó sẽ tắt trước, tắt sau đó là nó sẽ tới mở để nó kết thúc chương trình. Thì tắt mở ở đây nghĩa là như thế nào? Thì cái chương trình B2 này là nó sẽ cho chúng ta hẹn thời gian, ví dụ sau khi chúng ta khởi động sau một khoảng thời gian thì nó mới bắt đầu mở, và nó mở sau một khoảng thời gian cài đặt khi nó tắt. Này mình sẽ thử cho các bạn xem.
Đây, đầu tiên khi khởi động đó, thì chúng ta hẹn, ví dụ là chúng ta hẹn trong vòng 10 giây sau đó, 10 giây sau thì nó mới bắt đầu nó mở đây. Rồi tới thời gian sau mình cũng sẽ hẹn 10 giây sau thì nó sẽ tắt đó. Và cái chu kỳ làm việc của nó là như vậy. Thì mạch này để chúng ta sử dụng, giống như là chúng ta sẽ tạo cái thời gian trễ các bạn. Chúng ta cần khoảng thời gian bao nhiêu phút thì nó sẽ bắt đầu khởi động. Và khi khởi động thì nó sẽ mở, trong vòng thời gian bao lâu nó sẽ tắt. Thì đây là cái chương trình B2. Tiếp theo là chương trình B31. Thì ở chương trình B1 này, nó sẽ cho chúng ta cài đặt được tới 3 cái đơn vị. Thứ nhất là OP là mở. Thứ hai CNL là đóng lô. Và thứ ba là chế độ lúp là vòng lặp các bạn, LOP. Có nghĩa là nó sẽ mở trong một khoảng thời gian, sau đó nó sẽ tắt trong một khoảng thời gian. Và chúng ta có thể cài là nó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần như vậy. Thì đây là chương trình B31. Đây. Thì đầu tiên là nó sẽ mở. À, sau đó là nó sẽ qua chế độ close là nó đóng. Thì ở đây mình tạm đặt cái chế độ lúp của nó là vòng lặp các bạn, kiểu như là nó lặp lại vô hạn, do đó thì nó sẽ cứ chạy tuần tự như thế này để chúng ta dễ thấy. Còn nếu chúng ta cài 2 lần thì nó sẽ chạy 2 lần là nó sẽ tắt nha các bạn, muốn cài bao nhiêu lần này cài. Và muốn tắt thì chúng ta cũng vẫn bấm 1 lần các bạn. Thì ở cái B31 này, mỗi lần bấm là nó chạy và mỗi lần bấm là nó tắt các bạn. Tiếp theo là B32. Thì B32 nó cũng tương tự như cái B31 như thế này, nhưng nó không phụ thuộc vào cái nút khởi động các bạn. Nghĩa là khi các bạn cài B32 là nó sẽ chạy tuần tự như thế này, là nó sẽ chạy hoài luôn mà chúng ta không hề tắt được các bạn. Là cứ các bạn cấp nguồn vào là nó chạy để chế độ này, tại chế độ này là chế độ tự động, là B32 là nó tương tự B31 nhưng nó không phụ thuộc vào cái nút khởi động này nữa. Nghĩa là nó cứ chạy mãi không ngừng. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây. Thì mình khởi động chế độ B32 đó. Thì chế độ B32 này là nó sẽ chạy liên tục đó. Các bạn bấm không có tác dụng nè. Đó. Thì trên đây là 7 cái chương trình. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và cái chương trình thứ tư nó là B4. B4 thì cái B4 này nó trùng với lại cái B12 các bạn. Chức năng nó giống B12 nên mình sẽ không nói tới. Như vậy chúng ta sẽ còn 6 chương trình chính của cái modem này đó. Và bây giờ mình sẽ nói cho các bạn là mình sử dụng cái phần chương trình B2 này thì cái nhu cầu sử dụng, vì sao là sử dụng cái B2 này. Thì mình đang thiết kế một cái mạch đèn các bạn, cái mạch đèn tia UV để cung cấp cho cây kiểng ở trong phòng khách các bạn. Thì cái đèn UV này, cái do cái ánh sáng của nó khi chúng ta nhìn vào thì nó sẽ gây mỏi mắt các bạn, và nó không tốt cho sức khỏe, nên mình sẽ thiết kế cho nó sáng vào ban đêm. Nghĩa là sau khi chúng ta đi ngủ thì nó sẽ tự động nó mở lên
nghĩa là trong phòng khách không còn người nữa, nó sẽ tự động nó bật lên các bạn. Và nó sẽ bật lên trong vòng 4 giờ. Thì sau 4 giờ nó sẽ tự động tắt. Và khi chúng ta ngủ dậy, chúng ta vào phòng khách thì đèn nó đã tắt rồi các bạn. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm, không có sợ những cái đèn này nó hại mắt nha các bạn. Đó, như vậy là mình sẽ chọn chức năng B2. Đây B2. Và cái cách cài đặt thì tất cả các chương trình khi các bạn cài đặt như thế này thì chúng ta sẽ bấm nút set cho nó nổi lên, nó giữ như thế này, và các bạn nhấp một cái. Đó, nó sẽ qua chế độ. Thì đầu tiên là chế độ cài đặt OB. Thì các bạn sẽ cài. Đây là dây các bạn. Còn nếu các bạn muốn chỉnh nhiều hơn thì các bạn sẽ chuyển qua. Ở chế độ này thì nó sẽ tính là phút nha các bạn. Và ở đây mình sẽ chọn là nó mở. Mình sẽ chọn nó mở là 240 phút. Tương đương với lại 4 tiếng nha các bạn. Rồi. Tiếp theo là mình chọn chế độ đóng, là cái thời gian nó đóng. Thì ở đây mình sẽ chọn cho nó là 30 phút đi. Đây, 30 phút. Có nghĩa là rồi, thì đối với cái này nó chỉ có chọn được hai chức năng thôi các bạn. Đây, như vậy là xong. Thì khi mình chọn như vậy thì khi các bạn khởi động, chứ khi chúng ta đi ngủ á, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta bấm nút khởi động này thì nó sẽ đếm, nó đếm trong vòng 30 phút sau thì khi chúng ta đã hoàn toàn rời khỏi phòng khách và vào phòng ngủ, tắt đèn đi ngủ rồi, thì 30 phút sau nó mới mở đèn chiếu sáng tiêu về. Đó. Và nó sẽ mở đèn này trong vòng 4 tiếng đồng hồ, sau đó là nó sẽ tự động nó tắt, và chương trình cứ thế là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Thì trên đây mình vừa giới thiệu cho các bạn một cái module timer này, khá là rẻ và khá là chất lượng nha các bạn. Thì tùy theo nhu cầu mà chúng ta sẽ sử dụng một trong những cái chương trình mà người ta cài đặt sẵn của cái timer này. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.